Khi mua chám về, các bạn bổ đôi, ngâm nước muối độ khoảng 1 đến 2 ngày, 5 đến 6 tiếng lại thay nước một lần. Sau đó thì vớt ra, cho phơi khô, phơi ráo nước và cho vào chế biến. Bạn chuẩn bị một nồi nước mắm đun sôi lên. Sau đó thì cho chám vào, trần qua 1 đến 2 phút để diệt các cái vi khuẩn với cả men còn bề mặt. Đảo qua đảo lại. Chờ 1 đến 2 phút. Như nhà mình thích ăn giòn sần sật thì mình sẽ vớt ra sớm. Còn nếu mà bạn nào thích ăn mềm thì các bạn có thể để thêm thời gian. Sau 1-2 phút thì mình vớt ra ngoài. Vớt xong thì mình lại đun sôi nước. Nước mắm mà còn ở son ấy, đun sôi lên sau đó để nguội. Để nguội sau đó thì cho chám vào từng lọ và cho nước vào. Đấy là dùng vài tháng đến một năm. Ăn rất là vừa, không quá mặn. Mình có thể cho một chút gừng vào trước khi sôi.